cái đạo tràng ạ. Dạ cảm ơn chị Đặng Đông đã bắt đầu bài. Dạ sa thủ, sa thủ cảm ơn Đặng Đạo Mộc Bích Tha giá. Một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn Trần Đạo, cảm ơn Đặng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ kính lễ cô tu nữ Khánh An vừa vào đạo tràng. Dạ Nhật Quỳnh kính mời bằng tay quý vị. Dạ nãy giờ hình như chỉ có Trần Đông Vân với Đặng Đông mới lên kệ phải không quý vị. Cô ấy mình đã đọc bài chút, còn vị nào trong đạo tràng không? Bữa nay đạo tràng ế quá. À dạ kính mời cô An Minh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo, kính đảnh lễ ân đức chư Tăng, kính đảnh lễ thượng tọa Minh Thành đầy đức dũng cô tu nữ Khánh An. Kính chào quý anh chị, cảm ơn chị Nhật Quỳnh, chị Đăng. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 277. Sabbe sankhara anicca ti yabanya yapsati athani bindati dukkhe sammakkhoti. Sabbe sankhara anicca ti yabanya yapsati athani bindati dukkhe sammakkhoti. Sabbe sankhara Aniya da banya ya basati athani bindati dukkhe samakko visuddhiya. Tất cả hành vô thường với tuệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. Bản dịch của Hòa Thượng. Sabbe sankhara anicchati Yada banya yabasati athani bindati dukkhe esamaggo visuddhiya. Sabbe sankhara anicca ti yada banya yabasati athani bindati dukkhe esamaggo visuddhiya. Sabbe sankhara anicca ti yada banya yapasati athani pindati dukkhe esamaggo visuddhiya. Khi tuệ quán chiếu tỏ thành vốn dĩ vô thường xưa nay, thoát ly não đọa đầy là thanh tịnh đạo ai rày chớ quên. Phổ thơ của hòa thượng giới đức. Sabbe sankhara anicca ti yada banya yapasati athani bindati dukkhe samaggo visuddhiya. Dạ em mình đã trả bài xong, kính dâng nít lại đạo tràng ạ. Năm mô Bụt Tha. Dạ một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn Đặng Đông cho Nhật Quỳnh biết được. Dạ giờ này Nhật Quỳnh cũng chưa thấy đại đức Phật Tích mình mở online nên thôi thì đạo tràng chúng ta cũng gắng chờ ra thêm một chút xíu để chờ biết. Dạ giờ thì con xin được ôn bài pháp cú kinh số 277 và cảm ơn Đặng Đạo hết bài học. Hôm nay không có Quỳnh Quách Thanh á nên đúng học luôn hết rồi, không ai.
thanh trả bài hết trơn. Xích Trần Đạo cảm ơn Đăng Đông ơi, cảm ơn ơi, có gì chúc cho Nhật Quỳnh một tín hiệu coi nha. Không biết sao giờ này chưa thấy đại đức pháp tính ở live luôn. Dạ. Dạ, con sức ạ. Sa ben kha ra anicca tiya da ban ya ba sati atanit bin ati duk khe e samak go visuat tiya sa be sang kha ra anicca tiya da ban ya ya atanit bin ati duk khe e samak go visuat tiya sape sankhara anicca niyada banya yabat sati ahanit bin dati dukkhe e samagga visuddhiya sape sankhara anicca tiyada banya anit bin dati dukkhe e samagga visuddhiya tất cả vô thường với tuệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán chính con đường thanh tịnh. Dạ, đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Mến chào Sú Khá, anh Đúc Khá. Sú Khá ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Nếu nghe bị bằng tai nha, Nhật Quỳnh kéo dài thời gian để ôn bài để quý vị yên vào ôn bài đó. Dạ. Dạ, có gì thì Sú Khá cho tín hiệu. Dạ, sa thú Đăng Đông đã lên rồi đó Sú Khá ơi. Dạ, con xin được kể ạ. Sa bê sang kha ra ni cha ti dạ đa ban nha dạ bạp sa ti a tha ni bin ta ti đục khê e sam mắc gơ vì suốt thế gian sạp bể sanh kha sạp bể sanh kha ra anit cha ti ya da ban nha ya bát sa ti a tha anit bin da ti đục khê e samakku vì suốt thế gian sa bê sang kha ra ane cha ti ya da ban nha ya ba sa ti a tha ni bin da ti đục khê e sa mắc cơ vì suốt thế gian. Chú Khá ơi, cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Chú Khá ơi, sabbe sankhara anicca ti yada banya yaba sati athanit bindati dukkhe e samakko visuddhiya. Khi tệ quán chiếu tỏ tường các hành giống vị vô thường xưa nay, thoát ly khổ não đọa đài là thanh tịnh đạo ai rài chớ quên. Và đây là bản khổ thơ của Hòa thượng Giới Đức. Con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng. Sú Khá ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, kính chào người phương Nam vừa vào đạo tràng. Hôm nay Sú Khá có cầm mic được không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu à. Alo, alo. Vậy là không thấy Sú Khá nhúc nhích luôn. Đặng Đông ơi, có thấy Sú Khá nhúc nhích không Đặng Đông? Hay là ngồi im ru Đặng Đông? Dạ, cảm ơn Đặng Đông. Bây giờ mình làm sao đây? Làm sao đây quý vị ơi? Cẩm Nhân ơi, Cẩm Nhân có thể cho Nhật Quỳnh một tín hiệu ngang. Cẩm Nhân có thể cho Nhật Quỳnh một tín hiệu coi đại đức pháp tính xuống ghế phòng chưa nha. Cảm ơn, đã hồi hướng nha.
Hồi hướng chưa cho cảm ơn cho một tín hiệu. Xin kính chào, xin ngồi nghe người vào đạo tràng. Nam mô Bích Tha giá. Dạ sa thủ đành thai Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô ấy Minh Xích Trần Đạo. Cảm ơn Xích Trần Đông đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ thôi bây giờ không có một tín hiệu của một vị nào hết. Đàn đông tiếp tục để băng đi, khi nào mà có tín hiệu vị sư nào vào thì mình tính tiếp nghe Ngạn Đông nha. Alo, Ngạn Đông nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cảm ơn Ngạn Đông rất là nhiều. Mến chào Tâm Pháp nha. Tâm Pháp ơi, bữa nay Tâm Pháp có cầm mic được không? Tâm Pháp cho Nhật Quỳnh một tín hiệu coi. Tâm Pháp ơi, ông ấy là khóa sổ đó nghe. Ông đưa tay lẹ là khóa sổ đó Tâm Pháp ơi. Alo, alo. Tâm Pháp có thấy nghe được gì bài học và có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ kính chào phụ sinh vừa vào đạo tràng rồi mới vào bị Nhật Quỳnh níu áo nha, thông cảm cho Nhật Quỳnh nha. Dạ nghe được chưa sếp? Bị sự cố rồi, hơi chắc đi xuống rồi. Nghe được rồi. Dạ con kính tri ân đạo tràng. Dạ con à, Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng. Con thành đảnh lễ Thượng Tọa Minh Ảnh. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào quý đạo hữu. Còn hết giờ, Sister về hơi Tâm Pháp xin đọc ở chỗ phần tiếng Việt nha. Tất cả cả hình vô thường à dạ sabbe sankhara anicca tiyada panya yabbasati athap nibbindati dukkhe e samaggo visuddhiya. Tất cả hành vô thường với tệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán. Chính con đường thanh tịnh Hòa Thượng Thích Minh Châu chiếu tỏ tường các hành vốn dĩ vô thường xưa nay, thoát ly khổ não đọa đầy là thanh tịnh đạo ai rày chớ quên của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con kính tri ân đạo tràng. Tiếp tục hả Xích? Xong rồi mà Tâm Pháp đọc xong rồi mà tiếp tục hả? Hết rồi. Nữa hả? Dạ đọc nữa để Tâm Pháp mới chạy vào chưa kịp để cái mic, chưa kịp lấy cái phone luôn. Dạ con sắp cái này kệ được không Xích hả? Kệ hả? Sabbe sankhara anicca yadabanya yabasati athanibbindati dukkhe e samaggo visuddhiya. Sabbe sankhara anicca yadabanya yabasati athanibbindati dukkhe e samaggo visuddhiya. Dạ con đã thấy anh như sư Pháp Tính đã mới vào. Dạ con thành kính đảnh lễ đại đức Pháp Tính. Dạ con kính dâng mít đến đạo tràng. Nam mô Bích Tha Giá.
Alo. Dạ, cảm ơn các cô cho con biết tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tín cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Đã con xin đọc cổ kinh Pháp Cú số 277. Sắc Bê Sanh Kha Lích Cha Tí Giá Đà Bần Nhà Giáp Tí Á Tha Lích Bình Đắt Tí Đúc Khề Ê Sắm Mắc Vô Quý Sút Thí Già. Sắc Bê Sanh Kha Má Lích Cha Tí Giá Đà Bần Nhà Giáp Á Sát Tí Á Tha Lích Bình Đắt Tí Đúc Khề Ê Samakho Visuddhiya. Tất cả hành vô thường với tuệ quán, thấy vậy đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. Đó là bản dịch của Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc bài xong rồi, giờ con kính mời cô Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Tha Giá. Cảm ơn rất là nhiều tâm pháp và xú khá đã cứu bầu cho Nhật Quỳnh. Và cảm ơn Sàng Đông. Và con thành kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Tín vừa quan năm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Thâm Má Cha Rí vừa vào đạo tràng. Và cảm ơn Sích Rạng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Giá. Và con kính bạch Đại Đức Pháp Tín, giờ này con chưa thấy Đại Đức Minh Mẫn vào đạo tràng. Và hôm nay sư có điều khuyết cho Đại Đức Minh Mẫn được không bạch sư? Dạ con thấy tín hiệu của sư. Dạ bây giờ sư cầm mic hay là con thỉnh pháp sư và con kính nhân mic đến sư trước nha. Dạ con tri ân sư. Dạ thỉnh pháp sư rồi sư điểm tuyết thấy Đại Đức Minh Mẫn ha. Rồi xong rồi Phật tử Quỳnh xin cái số điện thoại của Phật tử Châu Phan ha. 7:30 sư sẽ tụng kinh cho Châu Phan nha. Dạ bạch sư, con kính bạch với sư là Châu Phan nói là đi với con là thỉnh quý ngài cho phước Châu Phan, chứ còn Châu Phan không có nghe được bạch sư. Con sẽ nói lại với vợ Châu Phan thôi, tại vì Châu Phan hiện tại là ở trong bệnh viện đó sư. Châu Phan có thể gọi điện cho con nhưng mà Châu Phan không nhận điện thoại của mình ở ngoài vào. Dạ con trình với sư là như vậy. Dạ con đã nhắn cái tên của Châu Phan qua Viber cho sư rồi đó. Dạ chút nữa thì sư cứ như vậy thì sư đọc kinh và sư hồi hướng phước cho Châu Phan. Và con cũng xin thay mặt Châu Phan con thành kính tri ân sư rất nhiều. Có thể bằng cúp con phải rời râm sớm qua lớp học Bích Thá Thăm Má, nên bây giờ thì con thành kính đại chúng con xin đại diện cho Châu Phan thành kính tri ân Đại Đức Pháp Tín cũng như quý ngài đã thương tưởng đến Châu Phan và cũng như đạo tràng. Dạ bây giờ thì con xin sám hối quên con xin cung thỉnh pháp sư giảng tắt để sư giảng dạy bài học ngày hôm nay. Kính mời đạo tâm tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang chờ trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng chỗ hòa lành đại tạng mùi hương.
Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Viết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị phù dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa cao pháp của kinh số 278. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân mít đến sư. Nam mô Tam Ma, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thỉnh đến Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, hôm nay thì tuần trước thì đại đức Minh Mẫn đi ra ngoài quên đem theo điện thoại, thành ra quên vào giảng. Còn kỳ này thì đại đức Minh Mẫn nói là chùa cúp điện, mà chùa cúp điện là thành ra không có vào giảng được, thành ra chúng tôi sẽ đi viết thế cho đại đức Minh Mẫn. Vậy thì bây giờ trước tiên là chúng ta sẽ học phần từ vựng. Như thường lệ, chúng tôi sẽ đọc qua 3 lần, sau đó đi vào cái phần thích nghĩa từ vựng. Sappe sankhara dukkha dukkha ti. Khara dukkha ti. Giá đà bành nhà giá bát sa ti. Đà bành nhà giá bát sa ti. Niếp bình đá tí đúc hề. Á thá niếp bình đá tí đúc hề. Á thá niếp bình đá tí đúc hề. Ê sa mắc gồ quý sút thi già. Ê sa mắc gồ quý sút thi già. Ê sa mắc gồ quý sút thi già. Tất cả hành khổ đau, với tuệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kính thưa quý vị, bài kệ này cũng như bài kệ số 277 là cũng được bắt đầu bằng một cái trạng từ sắp bê. Sắp bê có nghĩa là tất cả. Sắp bê có nghĩa là tất cả. Sankhara, Sankhara có nghĩa là các hành. Sankhara có nghĩa là các hành. Dukkha, Dukkha cộng với ý tí. Dukkha có nghĩa là khổ đau. Dukkha có nghĩa là khổ đau. Ý tí thì nó là một cái trạng từ. Ý tí có nghĩa là nghĩ thế, hoặc là như vậy, hoặc là cho rằng. Mà chúng ta muốn lấy cái nghĩa nào cũng được. Ý tí, nghĩ thế, như vậy là cho rằng. Và Yada, Yada cũng là một cái trạng từ. Yada có nghĩa là khi nào. Yada
có nghĩa là khi nào. Banh nha giá, banh nha giá, banh nha giá ở đây thì danh từ nguyên mẫu của nó là banh nha, do được chia theo sử dụng các số ít nên đã trở thành banh nha giá. Banh nha giá có nghĩa là bằng trí tuệ. Banh nha giá bằng trí tuệ. Bát-sát-tí, bát-sát-tí là động từ. Bát-sát-tí có nghĩa là thấy hay là thấy rõ. Thấy hay là thấy rõ. Thấy hay là thấy rõ. Thấy rõ bằng trí tuệ. Khi nào với trí tuệ thấy rõ. Bánh nhà giá bát-sát-tí. A-thá, A-thá có nghĩa là và hay là rồi. Á thá có nghĩa là và hay là rồi. Á thá và hay là rồi. Níp binh đá tí, níp binh đá tí, một cái tha động từ. Níp binh đá tí nghĩa là nhàm chán, nhàm chán. Níp binh đá tí, nhàm chán. Đúc khê, tất cả sự khổ. Đúc khê, các sự khổ đó. Các sự khổ, tại vì trong cái khổ nó có rất là nhiều, có rất nhiều cái khổ. Đúc khê. Ê xá, ê xá có nghĩa là điều này. Ê xá có nghĩa là điều này. Ê xá có nghĩa là điều này. Mắc gô, mắc gô có nghĩa là con đường. Mắc gô có nghĩa là con đường. Con đường. Rồi cuối cùng thì chúng ta cuối cùng thì chúng ta còn một chữ Visuddhiya, thanh tịnh. Đúng rồi, hôm qua chúng ta đã điều bữa thứ hai chúng ta đã học rồi. Vậy thì chúng ta đã lướt qua được phần từ vựng rồi. Cảm ơn Phật tử Lai Minh. Sabbe sankhara dukkha ti yada paññā yabbassati atha nibbindati dukkhe e sago visuddhiya. Tất cả hành khổ đau với tệ quả thấy vậy, đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vậy thì bây giờ kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ tiếp tục đảm nhận cái phần nhiều sự và ý nghĩa của câu kệ số 278 này. Và vậy thì trước khi đi vào phần nhiều sự và ý nghĩa thì chúng tôi sẽ thành tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadeyami sokkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savaka sangho sanghammami lokassanathang varamuttamahang buddhang chak dhammang chak bhannamami sanghang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của tam bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của tam bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Thà Giá. Kính thưa quý vị, cái bài kệ này cũng giống như cái duyên sự, cũng giống như cái bài kệ
số 177 mà chúng ta đã học vào thứ hai tuần vừa rồi đó. Ở trong cái bài kệ này á, thì cũng được Đức Phật thuyết ra tại chùa Chê-ta-quá-ná, Trúc Lâm Tịnh Xá đó. Thì ở trong cái câu kệ trước á, và cái câu kệ này á, cái duyên sự nó giống, có nghĩa là 500 cái vị tỳ khu này, 500 cái vị tỳ khu này cũng nhận cái đề mục thiền chỉ quán từ nơi Phật, rồi đi vô rừng để mà hành đạo. Thì trong một cái thời gian hành rất là lâu, rồi các vị này cũng có cái sự tinh tấn, nhưng mà cuối cùng không có đắc được đạo quả A La Hán. Thành ra các vị mới trở về gặp Đức Phật để mà xin cái đề mục khác. Thì lúc mà trở về đó, thì lúc này gặp Đức Phật, thì lúc đó Đức Phật Ngài mới quán xét. Ngài quán xét, Ngài thấy rồi, cái duyên lành của các vị tỳ khu này là phải niệm về cái tu tập, về cái đề mục thuộc về khổ thọ, cái đề mục như là quán về cái sự khổ, đúc kha thí, sankha ra đúc kha thí, có nghĩa là phải các vị này phải quán về cái khổ não, cái tướng khổ não tướng. Thì khi mà Đức Phật dạy về cái tướng của khổ rồi đó, thì lúc bấy giờ các vị tỳ khu đã tu tập, và sau đó thì các vị đã đắc được đạo quả, đắc được đạo quả do cái Phật đã dạy. Thì vậy thì chúng ta thấy rằng cái bài học này thì nó rất là ngắn, nhưng mà nó mang cái ý nghĩa rất là sâu đậm. Quý vị thấy rằng đối với cái sự khổ đó, từ cái lúc mà chúng ta có mặt ở trong bào thai nó đã cái sự khổ rồi, nhưng mà do chúng ta không biết được, những cái điều đó, có nghĩa là đối với chúng ta bây giờ do chúng ta được học ở trong kinh điển, thì chúng ta ví dụ như chúng ta học về khổ đế đi, chúng ta còn biết được Đức Phật đã giảng cho chúng ta nghe là từ khi mà chúng ta nằm ở trong bào thai rồi, nó phải chịu những cái hôi tanh, hoặc là cái sự di chuyển của người mẹ vân vân, thành ra đó chúng ta mới hình dung ra được cái sự khổ. Quý vị thấy rằng ngày nay tuy rằng là nói ở trên thế gian này ngày nay là cái máy siêu âm là hiện đại, cái máy siêu âm là rất là hiện đại, nhưng mà chúng ta nghe bác sĩ người ta trình bày cái này cái kia vân vân, thành ra quý vị thấy rằng chưa có khi nào mà người ta nói về cái sự khổ ở trong thai, nhưng mà chỉ có Đức Phật phân tích cho chúng ta biết thôi, chỉ có Đức Phật Ngài mới phân tích cho chúng ta biết. Khi mà chúng ta nằm ở trong bào thai, chúng ta phải chịu những cái chất nó, ví dụ như người mẹ ăn cái chất đó vô, nó có chất tanh nhiều, rồi mình thai nhi ở trong đó mình cũng phải chịu cái ảnh hưởng về cái mùi tanh đó. Hoặc là cái người mẹ mà uống cái nước mà quá nóng, thì Đức Phật diễn tả giống như là cái thai nhi bị quăng vô cái trứng tro mà nó lửa nó vừa tắt đó, thành ra chúng ta thấy cũng khổ. Rồi khi mà cái người mẹ mà uống một miếng nước mà nó lạnh quá, thì cái đứa trẻ ở trong thai cũng giống như là bị tạt một gáo nước lạnh vào người đó. Thì quý vị thấy rằng chỉ có Đức Phật Ngài mới phân tích cho mình biết cái sự khổ ở trong thai như thế nào thôi. Đó, đây là cái điều thứ nhất. Còn cái điều thứ hai thì quý vị thấy rằng là do những vị có cái duyên lành tu tập về thiền quán, thành ra các vị này sẽ
dễ dàng phát hiện ra cái sự khổ từ khi mà mình đã có mặt ở trong bào thai rồi. Đó là quý vị nhớ đây. Đó, ngày si quá lý. Ngày si quá lý thì ở trong bụng của người mẹ 7 năm, 7 tháng, 7 ngày. 7 năm, 7 tháng, 7 tuần lễ, 7 ngày. Đó, thành ra quý vị thấy rằng ở trong cái trường hợp của ngày si quá lý đó, quý vị thấy rằng là ngày lúc đó là coi như là ngày quán xét cái sự khổ, cái sự khổ lần thứ nhất ở trong bào thai của người mẹ, thì lúc đó ngài đắc được đạo quả Tu Đà Hoàn. Lần thứ hai ngài quán cái gì, cũng quán về cái sự khổ luôn, mà cái sự khổ luôn, thành ra đó lúc lần thứ hai quán xét xong, ngài đắc đạo quả Tư Đà Hàm. Lần thứ ba ngài cũng quán xét về cái sự khổ ở trong thai luôn, đó ngài cũng đắc được A Na Hàm. Lần thứ tư thì ngài quán xét cũng là cái sự khổ luôn, mà ngài đắc được đạo quả A La Hán. Thật sự ra đó thì quý vị thấy rằng tại sao mà nếu mình nói về một cái điều này không mà chúng ta quán không được quý vị, thì tâm của chúng ta đó nó chưa có định, tâm của chúng ta nó chưa có cái sự tập trung nhiều ở trong đó. Thành ra quý vị biết rằng là chúng ta ví dụ như bây giờ chúng ta chỉ cần mà quán mình có mặt ở trong cái bào thai thì do cái sự mà thụ thai của người mẹ, rồi mình nằm ở trong đó, trên cái trong đó rồi cái máu huyết rồi nó được hình thành ở trong đó, thì giống như là một cái chỗ khổ thú vân vân, một cái sự nằm ở trong bào thai á, thì quý vị thấy rằng là coi như là giống như một cái môi trường mà ẩm ướt, nó đầy đủ cái loại ẩm ở trong đó, rồi những cái loại ấu trùng, côn trùng vân vân đó. Thì đối với thật sự ra đó là đối với mắt thường của chúng ta không thấy, nhưng mà những vị nào mà có thiên nhãn thông hoặc là ngay cả các vị chư thiên, các vị dạ so, các vị ngã quỷ, người ta cũng nhìn thấy được cái điều này quý vị, do cái thần lực của các vị đó, các vị đó cũng thấy được cái điều này. Thành ra đó quý vị thấy rằng là đối với cái sự mà mình nằm ở trong bào thai là đã khổ rồi, nhưng mà trước giờ mình không được chỉ dạy, không được ai mà chỉ dạy cho mình cái sự khổ ở đó, cái sự khổ ở trong bào thai, chỉ có cái lời dạy của Đức Phật chỉ cho mình biết thôi. Rồi tại sao mà mình tu tập không được, mình tu tập không được là tại sao quý vị? Tâm của chúng ta không có định tĩnh. Ngay cả đối với những vị nào mà có tu tập nhiều cũng vậy, cũng bị chi phối. Hãy mà mình quán tí xíu là coi như mình mệt mỏi, mình buồn ngủ như thế nào đó, vân vân. Đó thì chứ nếu mà thật sự ra đó mình mà quán xét kỹ rồi đó thì mình nghĩ là mình rất là chán, chán cái cảnh chán cái cảnh mà chui vào bào thai để mà mình phải bị cái sự khổ ở trong đó nữa. Đó, thành ra đó đối với cái tính chất của khổ, cái bản chất của khổ, ai mà nghĩ đến thì coi như là cũng đều có cái sự kinh hãi hết. Còn khi mà mình không có nghĩ đến thì mình không có sợ. Đó, thì có mặt ở trong bào thai cũng là khổ. Rồi khi mà nó có cái sự mà tan hoại, tan hoại có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là khi mà nó bị xúc chạm. Đó, quý vị thấy rằng khi mà đứa bé mà sanh ra nó bị xúc chạm với gió thôi là nó đã khóc rồi. Hoặc là bị những cái ngoại vật gì đó nó đụng chạm vào thì cũng đem đến cái sự khổ rồi. Thành ra đó quý vị thấy rằng là khi mà chúng ta ở trong thai cũng khổ, mà ra khỏi cái bào thai cũng khổ. Khổ là do như thế nào? Mình bị đủ thứ từ cái những cái chất ở bên ngoài nó xúc chạm vô. Rồi khi mà chúng ta lớn lên đó, thì nó cũng có những cái sự sư đang giảng bài, sư đang giảng bài nha, chúc sư điện lại.
Đó, thành ra đó quý vị thấy rằng là coi như là ở trong thai cũng khổ, ra khỏi bào thai cũng khổ, rồi khi mà mình hình thành được cái cơ thể này á, thì sao quý vị đau răng, rồi nhức đầu, rồi no hơ, rồi sình bụng, rồi muốn thì không được, thương thì phải xa, ghét thì phải ở gần, vân vân, đủ thứ những cái sự khổ. Chưa nói về những cái chuyện mà quý vị thấy rằng có những người mà bị súng đạn bắn, hoặc là bị tai nạn, bị đủ thứ quý vị. Đó, thành ra đó, thật sự ra đó, quý vị biết không, khi mà mình tu tập đó, mà mình quán về cái sự khổ đó, mà ở trong kinh đó, Đức Phật hoặc là các vị trưởng lão đó, các vị dạy mình có nhiều cái đó, chúng tôi đọc đó, thật sự ra đó, nó rất là hay quý vị. Cũng như các vị trưởng lão đó, các vị dạy mình đó, đối với cái y phục mà mình quán đó, để mà mình nhàm chán đó, ai mà bị dính mắc về cái y phục đó, thì người ta sẽ quán bằng cái cách nào quý vị biết không? Quý vị có thấy rằng những cái bệnh nhân mà bị lở loét không? Bị lở loét không? Rồi coi như là họ mới băng cái bông gòn, hay là băng cái miếng băng gạc đó, để chi? Để cho máu mủ nó đừng có chảy ra, rồi đừng có để cho ruồi nhặn con này con kia nó bu vô. Đó, thì đối với chúng ta khi mà ta mặc y phục cũng vậy. Cũng giống y như là chúng ta lấy cái đồ của chúng ta mặc lên đó, thì giống như là mình che cái vết thương mình lại. Thì thật sự ra đó, khi mà quý vị mà quán như vậy đó, mình quán xét như vậy đó, chúng tôi nghĩ rằng là mình bớt đi cái sự mà tham đắm ở trong y phục, ở trong đồ đạc. Đó, thành ra đó, đối với những cái sự khổ này đó, thật ra đó là do chúng ta, là tất cả chúng ta luôn, mình chối bỏ cái sự khổ. Mình chối bỏ cái sự khổ, mình không dám nghĩ đến cái điều này. Thành ra đó mình cứ giống như là mình né, mình tránh vậy đó quý vị. Đó, thành ra mình không có thấy được cái sự thật, được cái điều này. Chứ quý vị thấy rằng là sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết cũng là khổ. Chết đâu phải là để cái là chết đâu quý vị, có nghĩa là mình cũng phải chịu đau đớn nhiều hay ít do cái nghiệp của mình, rồi lúc đó từ từ mình mới ra đi. Đó, thành ra rồi có những cái điều mà chúng ta thấy rằng là mình có những cái điều mà quý vị thấy rằng là thương phải xa, ghét phải gần. Đó, thì coi như là sầu cũng là khổ, bi cũng là khổ. Đó, ở trong cái phần mà tứ đế khổ đế nói là sầu là khổ, bi là khổ, vân vân. Thì chúng tôi nghĩ rằng đối với cái thân này đó, cái khổ thân này, đối với cái thân này nó cũng là khổ, mà cái sự mà u não quán tấn hội nhau gặp nhau cũng là khổ, mà ái biệt ly là khổ, có nghĩa là thương phải xa, ghét phải gần. Nói chung là năm cái thủ quẩn này quán về cái tướng khổ, là có nghĩa là chúng ta quán về cái gì? Quán về cái ngũ quẩn này nè. Cái ngũ quẩn này là thật sự ra là từ sanh tới già tới chia tay vân vân, mà nó đều là nằm ở trong cái trạng thái khổ. Đó, thì một vị mà tu tập thiền minh sát hay là tu tập thiền quán mà chúng ta chưa thấy được đến cái tính chất vô thường, khổ, vô ngã, thì lúc đó chúng ta sẽ chấp thủ vô cái sự thấy, sự nghe vân vân, tôi thấy, tôi nghe, tôi hiểu biết, tôi này kia vân vân. Còn nếu mà một người mà có cái sự mà nhìn thấy bằng cái trí tuệ rồi đó, thì cái vị đó sẽ biết phân biệt được các pháp, do cái pháp này nó vận hành, do cái pháp này nó có mặt, nên mình có cái sự thấy đó, do cái pháp này nó có mặt, thành ra mình mới có cái sự nghe, vân vân. Rồi khi mà những cái nhân này nó hết rồi thì nó không có còn làm được cái việc thấy, việc nghe, vân vân. Đó, thì lúc đó chúng ta có cái trí. Vậy thì nếu mà chúng ta muốn tu tập như vậy đó, thì chúng ta phải quán xét về cái ngũ uẩn này, để làm chi?
để mình không có chấp thủ, không có chấp thủ vào cái bất cứ một cái cảnh sắc, hoặc là một cái cảm thọ, một cái nhận thức, một cái ý muốn gì đó, chúng ta cũng đều không có chấp thủ. Mà ở trong thiền quán á, gọi là lúc thấy, lúc nghe, lúc ngửi, lúc nếm, lúc đụng đó, là có nghĩa là những cái sự xúc chạm đó, chúng ta phải có sự ghi nhận hết, chúng ta không có cái sự lơ là. Thì vào cái lúc đó, cái tâm của chúng ta dần dần, tâm của chúng ta nó sẽ có cái định tâm, có cái định tâm rồi cái trí tuệ của chúng ta mới sanh lên. Có nghĩa là chúng ta có cái chánh niệm từ từ, do chúng ta thấy được cái thủ quẩn này, cái ngũ quẩn này là cái khổ. Khổ đó nó có nhiều cách, hoại khổ, hoặc là khổ khổ, hoặc là hành khổ. Thì từ từ chúng ta khởi lên cái sự nhàm chán để mà chấm dứt cái sự khổ đau. Thì kính thưa quý vị, ở trong cái bài học ngày hôm nay đó, thì Đức Phật đã dạy cho các vị tỳ khưu quán tất cả các pháp hữu vi, sabbe sankhara, tất cả pháp hữu vi hay là tất cả các hành là khổ. Mà khi nào giác đa là khi nào banh nha giá là trí tuệ, bát sát tí là trí tuệ thấy rõ, khi nào mà trí tuệ thấy rõ rồi cái sự nhàm chán nó mới mới sanh khởi lên. Mà cái trí tuệ thấy rõ cái gì? Thấy rõ đối với cái ngũ quẩn này là nó mang cái tướng khổ, nó mang cái khổ tướng. Thì lúc đó nó chúng ta đang đi ở theo cái con đường thanh tịnh để mà đạt đến chánh trí giải thoát. Thì ngày hôm nay do chúng tôi nhận được lời điềm khuyết từ đại đức Minh Mẫn, nên chúng tôi cố gắng để mà giảng trong một cái thời gian ngắn thôi, và cũng để dành cái thời gian lại là tụng kinh cho Phật tử Phan Quang Châu, Phật tử Phan Quang Châu với cái nickname là Châu Phan. Phật tử Phan Quang Châu thì theo như chúng tôi được biết đó, Phật tử Phan Quang Châu rất là nhiệt tâm với chư tăng, nhiệt tâm với chư tăng. Trong những lúc mà chú còn khỏe, chú nghe ai bệnh, chú cũng gỡ tịnh tài về cúng dường. Nghe chùa có nuôi giới tử, nuôi chú tiểu cũng gỡ về cúng dường. Mà chúng tôi cũng rất là phải nói rất là xót thương. Chúng tôi nghe kể về cái cuộc đời của chú, đến nỗi mà thậm chí hình như chú ở bên Mỹ mà cái chiếc xe của chú đi thì nó không có bằng cái chiếc xe của những người mà ở bên Việt Nam người ta đi nữa. Có nghĩa là chúng tôi không phải là chúng tôi chê, nhưng mà chúng tôi muốn nói lên là chúng tôi biết được mà là những cái gì mà chú có là chú ráng chú dành dụm, ráng dành dụm để mà gỡ về cho các vị sư ở bên Việt Nam này để mà hỗ trợ đời sống tu tập. Chúng tôi nghe cái đời sống của chú là như vậy. Còn đối với cái mặt nổi đó, thì các mặt nổi thì chúng tôi hồi trước giờ chúng tôi biết là chú gỡ cái số tiền về để lo cho rất là nhiều. Rồi lúc đó chúng tôi mới nghe những người Phật tử người ta kể lại cái cuộc đời của chú như vậy, mà bệnh hoạn ở trong người của chú cũng rất là nhiều. Hiện nay thì nghe nói rằng là chú đang nằm ở bệnh viện, cũng rất là đau khổ với cái thân bệnh. Và nhưng mà cũng có một cái điều là mừng là khi mà chú đau bệnh như vậy nhưng mà chú vẫn còn gỡ tin nhắn về để mà xin phước các vị chư tăng. Thành ra chúng tôi cũng mong rằng các vị sư nào mà biết được điều này thì mong các vị cũng chia cái phước mà mình đã tu tập, bất cứ một cái phước lớn nhỏ gì đó, mình cũng xin được thành tâm để mà chia cho Phật tử Phan Quang Châu với cái nickname là Châu Phan, sinh năm 1954, năm nay 64 tuổi.
Bây giờ thì chúng tôi cùng với các vị sư ở chùa Vũ Đức sẽ mở một khóa kinh an lành đến cũng như là chia phước cho chú, mong cho chú gặp được bác sĩ giỏi thuốc để sớm được bình phục và trở lại sinh hoạt với các vị Phật tử. Giờ đây thì chúng tôi cũng xin phước của tất cả quý vị Phật tử đang ở trong đây. Hồi trước giờ thì cái phước nào mà quý vị đã tạo được đó thì xin quý vị hãy chia đến Phật tử Châu Phan. Bây giờ thì xin thỉnh các vị chư thiên, nhất là chư thiên của trời Đế Thích, chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chùa chúng tôi đang ở và nơi của quý vị chư thiên trên toàn thế giới, luôn cả các vị Long Vương, Càn Tháp Bà, Ngã Quỷ, Atula, những chúng sanh già so, những chúng sanh phước mạnh phước mai, xin các vị hãy quy tụ về đây để nghe chúng tôi tụng kinh. Sau khi chúng tôi tụng kinh rồi, xin dâng phước này đến các vị, mong các vị được an lạc lâu dài. Đồng thời xin các vị hãy hộ trì cho Phật tử Phan Văn Châu, với cái nickname là Châu Phan, sinh năm 1954, năm nay là 64 tuổi, được sớm bình phục, không có khổ về thân và tâm nữa. Xin chị thiên hãy hộ cho. Sangame cha ru be di di si ka ra ta te chan ta le ke vi ma ne be ra ke cha ne ta ru va na ga ne ke a va bo mi ke te bo ma cha yan tu re va cha ra ta ra vi sa me ya ka gan ta ba na ga ti san di ke yam mu ni va ra va cha nang sa ta vo mai su an tu tam ma sa va na ka lo Ayam Banta Thamma Savanakalo Ayam Bananta Thamma Savanakalo Ayam Nanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Panitanato Bhattaya Tathagata Sadasa Paramiyo Dasa Upaparamiyo Dasa Paramatta Paramiyo Yo Paramaha Paricha Gaiti Sotariya Pachima Pavega Pavakan Tinja Tinga Pikamayan Bodhi Pandang Ke Maravichayan Sabang Yutanyan Apati Vaitan Avaloko Tatambe Ti Vai Buddha Gune Vasito Vesaliya Ti Subhakaran Tare Sutiya Bharatin Bharitanto Ayanma Ananda Te Guviyakaru Yashitang Ubatabe Satasahase Sujang Kawane Sule Vatayasa Nambati Ganandi Yang Javesali Yang Purega Manusano Vì cam vô tan thì vì thăng và giang man ta ra bê si ba rê tan tâm và na ma hê tôn giá năng ca từ tâm vô lượng kinh bút còn đêm dài ba vòng rê sa li niệm tất cả ân đức của Như Lai đại lực là 13 la mật mười ba la mật mười tháng ba la mật đại đi ta ba hành nguyện độ sanh cho gian trần xuân gia tầm giải thoát khổ hành nghiêm đau màu chiến thắng đại ma quân đạt nhất thiết chủng chi chứng chính pháp siêu phàm chư thiên khắp các cõi mười muôn triệu thế giới điều vui mừng lãnh hội kinh châu bao quy lực tiêu trừ mọi tai ương đối các và bên tật cùng phi nhân quấy nhiễu trong thành vệ xa ly tại thành viên chung đệ tử nhân tâm trì tụng kinh châu
ba mô gia ni ta phu ta ni sa ma ga ta ni bồ ma ni wa gia ni wa an ta le ke sam be wa phu ta su ma na pa wan tu a tu vi sa ca chan su nan tu pa ta ma hi phu ta ni sa me ta sam be me tang ca ro ta ma nu si ya ba cha ya ni wa cha ra to cha ran ti ye pa linh ta ma Ine ta am ba ma ta yang kinh chi vi tăng ni ta wa hu rang wa sang ge su ba ya ta nang ba ni tăng na no sa man a ti ta tha ga te nai đăng bi bu te ra ta nang ba ta che su wa ti hon wi ga gan a ma tăng ba ni tăng ya da cha ga sang ya mu ni sa ma hi to na te na tham me na sa ma ti kinh chi đăng bi tham me ba ni tăng e te na sa che na su wa ti ho tu ya bu ta se to ba li wan na di su chi sa ma ti ma nan ta ni gan nhu ma hu sa ma ti na te na sa mo na we cha ti năng bi tham me ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa chê na su va tu ye bun ga la a ta sa tăng ba sa tha cha ta ri ê ta ni yu ga ni hôn ti tê na ki na ya su ga ta sa sa va ca ê tê su đinh na ni ma ha pa la ni năng năng kê ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa chê na su va ti hô tum ba yu ta manasa dan ne na ni ka mi no go ta ma sa sa nang hi te ba ti ba ta ma tang vi gai ha la ta mu tha ni pu tinh puin cha ma na i đăng vi sang ke ra ta nang ba ni tang e te na sa che na su wa ti ho tu ya tin na ki lo ba ta win si to si ya cha tu vi wa te vi a sam ba kam bi yo ta thu ba mang so buri sang wada mi yo ariya sakya ni awe cha pa sa ti đăng vi sang ke ra ta nang ba ni tang e te na sak che na su wa ti ho ye ariya sakya ni vi pha wa yan ti gam pi ra ban ye na u de si ta ni kinh cha bi te hon tu bu sang ba mat ta na te pha wang at ta ma ma di yan ti đăng vi sang ke ra ta nang ba ni tang ê tê na sa kê na su wa ti ho tu sa ha wa sa da sa na sam ba da ya ta ya su tham ma cha y ta pa wan ti sa ka ya de ti vi chi kê chi tăng cha si la ba tăng qua bi ya da ti kinh chi cha tu ba ha ba ye hi cha vi ba mu to cha cha vi ta na ni a pa bo ka tung y đăng bi sang kê ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa kê na su thi hô tu kinh cha bi số cam ăn cà rô thì ba bát căn cà dê na hoa cha dù đà chê ta sa hoa a pháp bô số ta sa ba ti cha đa ya pháp ba ba đi tha ba đa sa bu ta y đăng bi sang kê ra ta năng ba ni tăng hệ tê na sa chê na su wa thi hô tu wa na pa gum bê ya ta phu si tăng ghê ghim ha na ma se ba ta ma smin ghim nghe ta thu ba măng hầm ma hòa lăng a đê sa chi nghe ba na ga minh ba ra măng ni ta dày đăng bi bút tê ra ta năng ba ni tăng hệ tê na sắc chê na su ma ti hô tu wa rô wa ra nhô wa ra đô wa ra ha rô a nu ta rô tâm ma hòa lăng a đê sa chi đăng bi bút tê ra ta năng ba ni tăng hệ tê na sắc chê na su ma ti hô tu khi năng phù ra năng na văn na thì sam và văn vì ra ta chi ta và thì kê và vát minh tê khi na bi cha a vi luôn hi chan đa niếp ban thì thi ga và ta dâm bà đi mô thì đăng bi sân kê ra ta năng bà đi tăng hệ tê na sát chê na su vát thì hô tu gia ni tha phu ta ni sa ma ga ta ni vùm ba ni hoa gia ni hoa an ta li kê ta tha ga tăng đê hoa ma nu sa phu chi tăng bụt thăng nam ma sa ma su wa ti ho tu ya ni ta bu ta ni sa ma ga ta ni phum ma ni
ya ni wa an ta de ke ta tha ga tăng đề qua ma nu sa bu chi tăng tham mang na ma sa ma su wa ti ho tu ya ni ta bu ta ni sa ma ga ta ni bu ma ni wa ya ni wa an ta de ke ta tha ga tăng đề qua ma nu sa bu chi tăng tham na ma sa ma su wa ti ho tu ai quang mê su tăng ai căn sa ma văn pha ga wa sa wa ti văn vi ha ra ti chê ta wa nê a na ta vân đi ca sa ra mê a ta khô an nha ta ra a vi căn ta ya ra ti ya a vi căn ta wa na kê wa ra ka băng chê ta wa năng u pa sê to ye na pha ga wa tê nu pa sân ka mê u pa sân ka mê to pha ga quan tăng a vi wa đê to e ka man tăng a ta si e ka man tăng si ta khu sa đê wa ta pha ga quan tăng ga ta ya cha pa si pa hu đê wa ma nu sa cha man ga la ni a chinh ta dung a căn ka ma na so tha năng ru hi man ga la mu ta man a se wa na cha ba la năng ban đi ta năng cha se wa na bu cha cha bu cha ya năng ê tăng băng ga la mu ta măng ba ti đu ba đê sa wa so cha bu bê cha ca pun nha ta a ta sam ma ba ni thi cha ê tăng măng ga la mu ta măng ba hu sa chanh cha si băng cha vi na yo cha su si ki to su pha si ta cha ya wa cha ê tăng măng ga la mu ta măng ma ta bi tu ba ta năng bu ta đa ra sa sang ga ho a na ku la cha cầm man ta ê tăng măng ga la mua ta măng đa năng cha tham ma cha ni ya cha nha ta ca năng cha sam ga ho a na quan cha ni cầm ma ni ê tăng măng ga la mua ta măng a ra ti vi ra ti ba ba ma cha ba na cha san nha mô a ba ma đô cha tham mê su ê tăng măng ga la mua ta măng ga ra vô cha ni qua tô cha san tô tê cha ca tăng yu ta ca lê na tham man sa wa năng ê tăng măng ga la mu ta măng can ti cha so wa cha sa ta sa ma na năng cha đa sa năng ca lê na tham ma sa ca cha ê tăng măng ga la mu ta măng ta bo cha ram ma cha ri yang cha ri ya sa cha na ra sa năng ni pa na sa cha ki ri ya cha ê tăng măng ga la mu ta măng vô ta sa lô ca tham mê ghi chít tăng yết san a cam ba ti a so căn vi ra chăng khê măng ê tăng măng ga la mu ta măng ê ta đi sa đi ca tăng ra ba tham ma ra ba chi ta ba ta so tinh ga chăn đi tăng tê san măng ga la mu ta măng tê a ca sa cha bu ma tha đề qua na ga ma hi thi ca bu nhân đô anu mô đan tu chi răng ra căn tu sa sa năng ra căn tu nô ga ru ra căn tu nha ta vô ra căn tu ba ni nô ra căn tu nô sa đa văn đuôn ni mi tăng a wa măng ga lăng cha vô cha ma na bô sa bu na sa san đô ba băng ga hô đô su bi năng a căn tăng bu ta nu pha quê na tham ma nu pha quê na sang ca nu pha quê na vi na sa men du du ca pa ta cha ni du ca pa ya pa ta cha ni pa ya su ca pa ta cha ni su ca hon du sa be bi ba ni no e ta wa ta cha am me hi sam ba tang bui ya sa đăng sam bê đê qua nu mô đan tu sam ba sam ba ti si ti ya đa năng đa năng tu sa ta ya si năng ra căn tu sam ba đa pa wa na vi ra ta hôn tu ga chan tu đê qua ta ga ta sam bê bu ta ba đa pa ta ba che ca năng cha yam ba lăng a ra han ta năng cha te che na ra tăng ban tha mi sam ba so cầu xin cho tăng cả sự rủi ro của người đều được xa lánh, cầu xin cho tất cả tầng bình của người đều được dưng
khỏi sự tai hại, cũng chẳng có đến cho người, cầu xin cho người được sự an vui trường thọ. Cả bốn pháp chúc mừng là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, hằng thiên đến người, là người thân nhiên mình lễ bái, cung dường đến Tam Bảo, và có lòng tôn kính tu hành tinh tấn, nhất là bất kỳ giới bao tân cả vượt bao hằng có đến người, xin chư thiên hộ trì đến người, người ai của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người. Sa thú, sa thú lành thay, xin kính tri ân đến đại đức Tị Phong, sư Hằng Nghiêm Đức đã cùng với chúng tôi tụng kinh an lành, phúc chúc đến Phật tử Phan Quang Châu. Một lần nữa xin tri ân các vị. Và bây giờ thì chúng tôi đã chia phước, tụng kinh chia phước đến Phật tử Phan Quang Châu rồi. Bây giờ đến các vị tự MC, chúng ta tiếp tục lên, chúng ta chia phước đến Phật tử Châu Phan, rồi sau đó chúng ta dạ xin mời quý vị. Dạ mời Nhật Quỳnh, mời Nhật Quỳnh chia phước cho Châu Phan nghe. Nhật Quỳnh ơi, Nhật Quỳnh có trước máy không? Quỳnh đại diện đi, cảm dân xuống mít nha. Dạ, vậy cảm dân. Dạ, cảm dân đại diện Phật tử trong room. Mến chia phước đến tử Châu Phan.